Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay có một con máy cưa xích Estin 018C. Con này nó giống dòng 180 mới rồi anh em nhé. Đó, nhưng mà con này được sản xuất tại Đức. Đó, có xả áp này, có tăng xích nhanh này. Đó, máy nguyên bản rin hết nha. Con này hàng bãi nhập về đấy nha. Đó, xích em đã cắt xích mới anh em luôn nha. Đó, con này tăng xích rất tiện lợi. Ví dụ xích nó đang trùng trùng về đúng không? Anh em chỉ cần gạt cái này ra này. Đó, anh em chỉ cần gạt này ra, anh em vặn cái bánh răng đen này lên một chút là nó sẽ ấy, là tăng xích vào này. Quay một tay hơi khó làm này. Đó, làm một tay thôi. Đó, rồi lại chặt lại. Đó, thế là xích đã tăng căng này em nhé. Rất đơn giản. Hiện đại này là dành cho những anh em mà ở mình đang ở trên cây ấy, mình không có cầm đồ nghề tiếp mở gì mà cái xích nó trùng ấy, là anh em tăng xích rất là nhanh thôi. Rất là tiện hiện đại anh em nhé. Mấy cái đời mới giờ là không có đâu. Có hàng của Đức mới có đấy. Con này thì được tính là nguyên zin hết, con này là chưa có vặn đồ máy móc ra luôn, vô đồ là bên em còn để nguyên zin hết này em nhé. Mã số máy con này đây 2453-45049 nha anh em. Đó, máy rất đẹp, nguyên bản zin. Con này được hàng bãi nhập về nha em nhé. Đó, có cả tem mác số điện thoại cửa hàng bán bên Nhật về đây anh em. Con này nhập bên Nhật về. Con này là bít tông nòng của nó là 38 ly nha em nhé, to hơn cái dòng 017 và nó giống cái dòng 180. Đó, máy móc bên trong là nguyên bản zin hết, đồ đều có chữ mộc Estin hết em nhá. Đó, tiêu cục điện đồ là zin hết, Fuji NGK xịn. Đó, máy móc đồ là bên trong là nguyên bản nó hết, bên em chưa có thay thế bất cứ món đồ gì em nhá. Đó, bên trong hoàn toàn không có gỡ ra nên bên trong là hơi dơ một chút em nhá. Đó, nhưng mà cam kết là nguyên bản zin. Đó, máy móc hơi hám rất tốt, con này được sản xuất năm 2000 em nhá. Sản xuất năm 2000. Máy siêu đẹp, siêu ngon luôn. Con này anh em xài rất là gọn nhẹ. Anh em cắt cảnh cũng được, mà anh em cắt cây nhỏ nhỏ xài gia đình rất là ngon. Và được cái là đời nó rất là mới, đồ thay thế rất là nhiều. Con này thì trọng lượng nó là 5kg em nhé, 5kg. Đó, máy bên Hoài Bãi là bao zin 100%, gắn luôn xích mới anh em luôn nha. Đó, xúc Hoài Bãi là bán là gắn xích mới luôn, xịn cho anh em luôn. Đó, chứ không có, nói chung là không có bao giá rẻ cho anh em đâu nha. Đó, nhưng mà bao toàn đồ chất lượng cho anh em thôi. Đó, bên các shop khác là người ta gắn, sẽ gắn xích cũ để cho nó giảm giá thành lại. Đôi khi bán rẻ hơn được 100-200 ngàn anh em, nhưng mà về cái xích cũ đôi khi anh em phải rũa lại, rồi anh em nào không biết rũa thì khó xài hơn nha. Nhưng bên Hoài Bãi là bán ghi chất lượng nên là gắn luôn xích mới cho anh em luôn. Đó, đắt hơn 100-200 ngàn nhưng mà gắn luôn xích mới cho anh em luôn. Và máy móc là bao zin 100% hết nha, không có hàng dọn lại đâu anh em nhá. Đó, những cái hàng máy này là Hoài Bãi là bao zin hết, không có bung máy rồi ra, không có thay thế bít tông đồ bên trong nha em nhá. Đó, rất là chuẩn chỉ anh em luôn, bao check toàn quốc luôn, máy là đủ chỉ có rửa. Rồi, bây giờ Hoài Bãi test nổ thì anh em nghe tiếng máy nha em nhá. Đó, test nổ anh em nghe tiếng máy con này. Con này thì lam của nó là lam trung bình anh em nhá. Lam sử dụng được 30 phân. Đó, tổng chiều dài lam là được 40 phân anh em nhá. Đó, sử dụng ra được 30 phân, anh em cắt những cái cây tầm đường kính 30 là ok nha. Còn anh em nào cách dài hơn thì anh em lên lam lớn hơn. Lên lam lớn hơn mà anh em phải bù thêm tiền nữa nha em nhé. Đó, như con này bên Hoài Bãi đang bán với giá là 3 triệu bên nó đồng, bao ship tận nhà anh em luôn nha. Đó, cái dòng mà 018-180. Còn dòng 017 thì nó rẻ hơn được một chút anh em nhé. Đó, con này là 018 giá siêu rẻ luôn, xích mới anh em luôn nha. Đó, rồi Hòa máy test, bãi test nổ cho em nghe tiếng máy này. Con này là nguyên bản zin nòng bạc, bít tông đồ đẹp luôn, leng keng luôn nha. Gửi nhẹ nổ luôn. Nó rất ok luôn. Rồi anh
em là chốt cây này giá 3 triệu, anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0539 em nhé. Đó, máy thì được tặng kèm cho anh em là rũa xích này, tiếp mở buji này, tô vít nhỏ này, tô vít chỉnh xăng anh em. Đó, tặng kèm 3 món phụ kiện anh em nhé. Rồi, em xin cảm ơn toàn thể anh em, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Hoài Bá nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.